Cảm ơn em. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Mình cắt lá chanh, hôm nay mình sẽ nấu lẩu cá hồi. Xả mình đập dập. Hành tím cắt khoanh. 2 tép tỏi. Cà chua mình cắt miếng. Thơm mình dùng 1/3 trái thơm. Mình cho dầu vào để xào hành tỏi xả, cà chua, lá chanh. Xào thơm rồi mình cho vào nồi nước, đây là nước mình luộc xương gà. Có nước luộc xương gà thì nước lẩu sẽ ngọt hơn, còn nếu không có cũng không sao. Mình tráng cái chảo xong cho nước vô đây luôn. Mình cắt thêm nấm. Nồi nước lẩu mình để lửa nhỏ và nấu khoảng 20 phút. Cá hồi này mình đã cạo vảy và rửa sạch. Mình cho muối vào nồi nước để luộc bún khô. Bún này theo hướng dẫn trên gói thì luộc sôi khoảng 5 phút. Mình hái ít rau cải để ăn lẩu. Nồi nước lẩu đã xong, mình vớt hết tất cả đồ trong đây ra, xong mình sẽ nêm nước lẩu. Mình này cho một cái gói sốt tôm dung. Nêm thêm muối. Đường phèn. Nước mắm. Trong gói sốt tôm dung có sẵn vị cay rồi nên mình không cho thêm ớt. Mình cho thêm bột nêm rau củ cho nước lẩu đậm đà. Mình cho thơm vào. Cho ít miếng cà chua, cho nấm, cho cá vào luôn. Mình cho tôm đã bóc vỏ, cho hành lá và ngò gai, hành lá cắt khúc. Nồi lẩu rất thơm, cá cũng đã chín, bây giờ thì mình sẽ dọn lên ăn. Hai chén nước mắm ớt để chấm cá. Mình cho hai loại ớt, một loại ớt cay vừa và một loại ớt cay nhiều. Mình đã
chuẩn bị xong. Ở đây thì mình có bún khô mình luộc lên nè, rồi cá hồi, tôm, rau cải. Hôm nay thì cho vào lẩu, mình không có cho thịt bò mà chỉ có tôm với cá hồi thôi. Ở đây thì cá mình đã cho trước một ít rồi, cá với tôm để bây giờ ăn luôn. Xong rồi bây giờ thì mình cho thêm rau. Rồi vớt cá ra thì mình sẽ cho cá mới. Cái nồi này hơi bé cho nên là cho rau, chắc là bây giờ mình phải vớt cá ra xong rồi để lấy chỗ cho rau. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn lẩu với hai vợ chồng mình ha. Hello, xin chào. Cái nồi lẩu này thì hơi nhỏ này cho nên là bỏ rau vào đầy quá, chắc mình phải vớt cá ra. Cá mình để nguyên miếng to như thế này. Cá này người ta gỡ hết xương rồi. Andy thích cái lẩu này lắm, thích lẩu cá hồi á, tại vì lần trước mình làm rồi á, và Andy ăn và Andy nói là ngon nhất trong các loại lẩu luôn. Tại vì nó có vị chua nè, nó có thơm mà, thơm thì cái trái thơm thì Andy rất thích. Rồi cá hồi thì ăn nó béo. Tôm. Cái bún hôm nay á, mình luộc bằng cái gói bún khô mà trên cái gói bún á, người ta ghi là bún tươi. Và mình thấy là nó ngon hơn là cái bún mà mọi khi mình luộc á. Kiểu như là nó giống như là bún tươi ở Việt Nam hơn. Ngon. Mình gấp rau ra, rau thì cho nó tái tái chút xíu thôi. Xin mời cả nhà nha. This is dinosaur sauce. Yeah. Cái lẩu này cho cái gói tùm dung á thì nó có vị cay cay. Mình vớt hết cá ra để cho cá mới vô. I bought shrimp that one yesterday. He's in Klein geworden. Gemüse schmeckt gut. Gemüse schmeckt gut. Ja. Das ist Raps. Cho cá vô nè. Nước lẩu thì mình còn ở trong nồi á, nên nếu mà lát nước cạn thì mình châm thêm. Ok. Dạ. Yeah. Andy nhà mình thì chịu thua với đũa nha, không có dùng đũa được. Andy thử nhiều lần lắm rồi nhưng mà không có cầm được đũa, vẫn bia chưa cầm được đũa, cho nên là vẫn ăn với muỗng và nĩa.
cái bún này mình thấy ngon hơn là cái bún mà mọi khi mình luộc. Bún này người ta trên bao bì thì ghi là bún tươi. Nước lẩu chua chua cay cay. Nêm fish rồi đấy. Cá nè. Cá thì chấm nước mắm ớt. Nóng. Cá hồi á, mình nấu lẩu á thì nó kiểu như là nó có cái vị béo á, tại vì cá hồi thì nó nhiều cái phần da nó có nhiều mỡ nên là mình thường mình để luôn phần da ăn nó rất béo. Và nấu lẩu cá hồi thì cũng khỏe cái là mình mua người ta bán sẵn chẳng hạn là nguyên tảng cá hồi, mình về mình chỉ cần cắt ra thôi, người ta rút xương rồi, hoặc là người ta cắt ra từng cái miếng dài dài xong về mình chỉ cần cắt đôi ra thôi. Mussel shrimp. Yeah. Yeah, good. Yeah. Lẩu này thì mình để tôm, ăn đi ăn tôm, còn mình thì thích cá hơn. Là người ta kiếp áo. Tôm. Cho tôm vào cho ăn đi. Tôm thì chắc là nhanh chín hơn cá, tại vì tôm nhỏ hơn, tôm nó mỏng hơn cá đó. Miếng cá thì mình cắt mình để nó hơi dày á. The fish, the pasta, it's cool. Yeah. Lần đầu tiên mình thử lẩu này với cải wraps nha, cải làm dầu, cải mà lấy hạt làm dầu á, ngon. Cái này nó nhìn cái lá nó giống như là su hào vậy đó. Cook and shape in five. Yeah. Ich nehme die Hälfte. Ich habe nicht die Hälfte. So. Nấu lẩu cá hồi này á, mình thấy rất dễ luôn. Thật ra tại vì mình có sẵn cái gói sốt tâm dung á thì mình cho vào, chứ còn nếu như mà mình không có thì mình cũng chỉ cần nêm gia vị mà mình thích thôi. Tại vì cái thơm với lại chua thì nó cho ra cái vị chua rồi. Rồi nếu như mà mình muốn cay thì mình cho thêm ớt thôi. Lẩu này thì Kevin với Châu nhà mình không thích cá, lẩu cá là hai đứa không thích. Tôm. Fertig, hả? Dạ. Ok. Bỏ phát xin. Bên sư bích là warm and cool. Yeah. Okay.
Cook the shrimp. Come on, em. Come on, em. Yeah, pretty. Là vì Gemüse, Trước Andy không thích những cái loại rau xanh, bây giờ thì ăn láng hết. Rồi thì kêu rau ngon, mình mình đã nấu lẩu cá với ăn với rau tỏi gấu rồi, Andy cũng thích và nấu lẩu ăn với cải salad song mình hái ngoài suối về, anh đi cũng thích. Và đây là rau cải làm dầu á, hái ngoài đồng về, anh đi cũng nói ngon. Rau cải này ngoài ruộng á, vào mùa xuân thì không nên hái nha. Tại vì mùa xuân á, là rau cải người ta gieo. Người ta gieo xong rồi người ta xịt thuốc, xịt phân. Để tháng 4 rau cải nó ra hoa đó. Cho nên là mình không nên hái mùa xuân. Hái mùa xuân là dễ bị thuốc hoặc là phân, người ta xịt phân á. Còn cái mùa này thì người ta vừa thu hoạch cải rồi, hạt cải nó rụng xuống, nó lên lại. Thì giống như là mình móc cái cây mà nó còn non vậy đó. Xong rồi vài bữa là người ta cày lên hết, thì người ta không có xịt phân, xịt thuốc gì hết. Tại vì đất đó thì người ta sẽ cày lên. Cho nên là ăn không có lo. Với lại hái cái mùa này thì người ta sẽ không có la mình. Còn nếu như mà hái mùa xuân á, là cái rau cải mà người ta trồng để người ta thu hoạch á, là người ta la liền á. Cá. Cá phải múc ra như thế này chứ nếu mà gắp bằng đũa là nó bể ra liền à. Hồi lại alles raus und dann mache ich neue rein. Đó, mình lại múc hết cái đợt cá này ra xong rồi cho đợt cá mới vào. Cho nấu cho hết luôn. Cá hồi thì đi mua hầu như là trong siêu thị nào người ta cũng có bán. Cho nên là mình rất dễ mua. Ngon ha. Das heißt. Nóng. Nóng. Dann noch nach, da gehen wir noch 3-4 rein, die kleine. Ja. Tôm thì cho vào lẩu, mình cho tôm lột vỏ rồi á, cho nó dễ ăn, khỏi mất công lột. Cho tôm nguyên vỏ thì mình nghĩ nó ngon hơn á, tại vì kiểu như là nó không có cái con tôm nó còn nguyên vỏ thì nó không có bị mất nước nhiều á. Nhưng mà mất công mình ngồi mình vừa ăn vừa lột. Cho nên là hôm nay mình cho tôm đã lột vỏ rồi.
Hôm nay thì hôm trước bạn mình đến chơi đó, bạn mình đem tới cho. Thế là sẵn có tôm xong rồi mình mua thêm cá hồi á để nấu lẩu luôn. Andy nói là lẩu lần trước thì mình nấu lẩu cá hồi này mình có cho thịt bò nữa, nhưng mà Andy nói là không cần thịt bò tại vì cá là ăn đủ ngon rồi. Da riechst du gut, keine Gräte, gut Geschmack. Top. Wir haben schon Gräte weggemacht. Ja, ja, aber viele Fische haben überall irgendwie. Anh đi nói là thích cá hồi tại vì nó không có xương. Nó không có xương dâm á. Thì người ta đã gỡ hết đi rồi. Và lúc mà mình cắt á thì mình cũng thấy là còn một thỉnh thoảng còn một cái xương thôi. Thì mình rút ra một cái là xong. Also geschnitten. Hat auch noch ein oder zwei. Ja. So gehabt, hat nur rausgezogen, ist fertig. Còn mình thích cái da cá hồi nó béo lắm. Trong là fish nữa. Hả? Trong là fish nữa. Yeah. Ich mag die Haut von Lachs. Yeah. So fettig bisschen und so, gell? Geschmack ist gut. Ich auch. Na, no, was? Ich muss weiter essen. Hôm nay là mình làm 1 ký cá hồi luôn á. Ich hab 1 Kilo Lachs gemacht. Okay. Wir leben heute gesund. Kein Fleisch, nur Fisch. No, was, tại vì ăn lẩu thì mình lại thích húp cái nước nhiều nên là húp 2 tô nước là thấy no căng à. Mình làm 2 chén nước mắm. Tại vì cái nước mắm mình ăn thì mình cho cái ớt mà thật, cái ớt mà cay thật cay mình hái hôm qua đó. Còn anh đi thì cho cái ớt sừng cho nó màu mè chút thôi, chứ còn cay quá anh đi ăn không được. Ich hab dir so nicht so scharfe Chili reingemacht. Bei mir ist scharfe Chili. Okay. Nicht so probieren. Cho anh đi ăn thử chấm nước mắm cay. Em ăn chung biết xin rồi. Ghét. Ghét. Anh đi ăn cay được rồi đấy. Chưa đi. Xin chào là chỉ đấy hơi hơi cay thôi. Lẩu ăn ngon nhất là mùa đông. Hôm nay thì ngoài trời ấm á, nhưng mà tại vì mình thấy có rau cho nên là ăn lẩu. Mùa đông ăn là ngon nhất, mùa đông bên ngoài là lạnh á, xong rồi trong nhà mình ăn lẩu ngon, nóng. Ngon. Cá hồi béo dễ sợ. Còn một ít tôm mình cho hết vào luôn. Để lát nữa nếu mà anh đi ăn thì ăn ha. Chứ để không mất công lại bỏ tủ lạnh. Đó, cá thì mình cho hết vào rồi. Dachte ich, ein Schrimp, wird es so herrlich hier. Ja. Ich habe schon euch von Sonne, weißt du? Buổi tối thì mình chỉ cần châm thêm nước vào thôi. Nước lẩu thì mình chỉ cần có sẵn trong bếp á. Mình nấu sôi lên xong rồi châm thêm vào thôi. Với lại cho rau vào. Còn tôm cá thì mình để trong đây luôn. Còn bún nè. Chiều mình chỉ cần cho vào tô ăn thôi. Rau cũng còn nè. Cá thì hết ha, chỉ còn mấy miếng ở trong nồi lẩu thôi. Ngon. Ngon. Lẩu cá. Lẩu cá.
Đầu cá hồi. Đầu cá hồi. Uh-huh. Hồi, cá hồi is lax. À, cá hồi. Thôi tụi mình đã ăn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, goodbye, cheers, auf Wiedersehen.